Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn trở lại với kênh Quân Mobile Mobile Việt nha. Thì trong clip này mình sẽ chơi Inuya Hồng Hoa Hậu, một bộ trang phục rất là đẹp anh em ơi. Lấy chủ đạo là màu hồng, quá đẹp và quá điệu đà anh em ạ. Nói về cái độ điệu đà của Inuya thì không ai sánh bằng trong trò Quân Mobile, quá điệu. Nhưng mà anh em thì thấy là ôi trời ơi, hay dãy núi hay bà tầng. Dãy núi hay bà tầng, à không, dãy núi bà tầng anh em ạ. Rồi, tầng anh em ơi. Quá đẹp anh em ạ và quá to. Ở đó là cái vẻ bề ngoài của Inuya, quá điệu, quá to. Điệu chảy mỡ anh em ơi, nhìn thấy bước đi kìa, thướt tha. Lắc cái mông bên phải và lắc cái mông bên trái. Chúng ta cùng lắc đều hai cái mông. Ok. Rồi nói về cái ngoại hình thì bà chảy như vậy rồi. Còn Inuya trong phiên bản hiện tại thì đánh như thế nào? Thực ra thì pháp sư Inuya, một pháp sư về net game rất là mạnh. Thường là pháp sư thì đa phần nhờ vị pháp sư về net game rất là mạnh, bởi vì khi về net game thì mới có đồ và lượng sát thương phép mới nó sở kết hợp với kỹ năng khủng bố thì nó mới trở nên vô cùng đáng sợ. Inuya là pháp sư đầu game khá là yếu, bởi vì cái lượng sát thương phép của Inuya hiện tại nó bị giảm so với những cái thời điểm nó ra mắt rất là nhiều anh em ơi. Bây giờ mình đánh Inuya theo phong cách thế này nhá, đó là anh em bắt cấu rỉa từ xa. Và trong clip này mình sẽ trình bày anh em cái lối trang bị, đó là mắc cầu từ xa nhá. Thà ném hụt còn hơn là áp sát ném trúng. Nếu mà chẳng may áp sát thì anh em nếu bị tướng địch bắt thì chắc chắn là sắp mặt. Nên anh em phải chọn một vị trí thật an toàn trong giao tranh để ném kỹ năng. Inuya còn sống thì còn khống chế, còn tung sát thương được. Nhưng mà Inuya ham hố lao lên, ăn được một mạng thì cũng chết. Thế là team của sẽ phải không có ai khống chế từ xa, dồn sát thương phép từ xa. Con Inuya nó mạnh ở cái chiêu cuối anh em ạ. Cái chiêu cuối hình phạt quá bá đạo luôn. Anh em khống chế đầu tướng địch hoặc là tướng địch đang bị khống chế, mình kích hoạt chiêu cuối mà càng giao tranh càng đông thì sức mạnh của Inuya càng thể hiện nhiều. Ôi trời. Thanh niên Van Hên cấu rỉa mình em ơi. Đội hình team bạn thì có Van Hên và Van Ness rất là bá đạo luôn. Ôi trời. Rồi choáng rồi anh em ơi. Nghĩa là dình lúc nào tướng địch đang bị khống chế hoặc là đang đứng im thì mình dùng chiêu cuối chắc chắn là sẽ khống chế được tướng địch. Nó làm choáng thì có lợi team rất nhiều. Ôi trời ơi. Vậy các bạn ơi. Mình đang chơi chiến thuật đã an toàn mà, không nên ham hố lao lên nhá. Bởi vì đầu game Inuya nó không mạnh đâu. Đấy. Mình phải biết chất tướng mà đánh theo phong cách riêng, chứ không phải tướng nào cũng đánh như thế nào đâu các bạn ơi. Inuya là vị tướng pháp sư hiện tại thì nó gần như là bị lãng quên rồi anh em ạ. Rất ít sử dụng trong đấu danh mức cao. Mình thường đấu danh mức cao thì không, hầu như là không thấy. Ôi nhầm. Phải lên giờ thật sĩ anh em ơi. Hầu như là không xuất hiện Inuya luôn. Bởi vì thực sự là nó đánh quá khó. Các cao thủ sẽ không sử dụng Inuya, bởi vì Inuya không bán đạo được từ đầu đến cuối trận đấu. Nó phải địch cuối trận cơ. Ok, và con này nó phải di chuyển thật là khéo. Nó di chuyển gọi là một bước thì em sai rồi thì chẳng ai xin đâu em đâu. Đấy, lên bảng sắp mặt luôn. Với tốc độ đó là bàn thờ. Ok, và hôm nay trình bày anh em cái trang bị theo kiểu mắc cấu rỉa nhá. Mắc cấu rỉa cho Inuya. Thì trang bị này thì mình sẽ lên cái... Ôi trời. Ôi tôi... Ủa anh lốc ca. Ủa mà lốc anh em ơi, mà lốc mê cái đẹp. Rồi liên tục những cái quỷ kiếm tung ra. Inuya thì đứng đằng sau xả kỹ năng ở khống chế thôi anh em ơi. Rồi hay quá, một mạng. Tiếp tục mạng nữa mà lốc kìa. Gấu ăn luôn. Rồi, ấy trời, không được mạng nào anh em ơi. Giờ Van Hên. Van Hên bị làm choáng thì anh em kích hoạt luôn chiêu cuối nhá. Combo của con này là như thế này, khi mà ở những trạng thái mà anh em chủ động cái khống chế thì các bạn sẽ dùng chiêu 1, chiêu 2, chiêu 1, chiêu 3 nhá. Đấy, combo thì nó như vậy. Nghĩa là chiêu 1 ở lần thứ 2 thì sẽ hất tung tướng địch, à không, bị làm choáng tướng địch thì mình dùng chiêu cuối luôn thì chắc chắn sẽ dính được đám đông. Mà tướng địch càng đứng gần với nhau thì lợi thế của chiêu cuối Inuya càng phát huy nhiều và càng trở nên khủng khiếp.
Chính vậy trong giao tranh mà thời điểm bật chiêu cuối nó vô cùng quan trọng. Nhưng mà anh em phải nắm được cái kiến thức cơ bản đó là khống chế tướng địch mới bật chiêu cuối nha. Chứ không được bật tướng địch bật chiêu cuối ở những trường hợp mà không khống chế tướng địch, thì nó chỉ cần bước qua là nó né được cái chiêu cuối của mình thôi. Quá đơn giản anh em ạ. Rồi đây là bộ trang phục Valentine. Hình như là năm ngoái anh em ơi. Năm nay thì sẽ có trang phục, ôi trời, Valentine sẽ là của Theonat và Arthur. Một mối tình cảm động. Ok. Hết sức nguy hiểm nha anh em, chỉ chiến đấu từ xa thôi bằng cái kỹ năng cuối của mình và cái kỹ năng khống chế của chương 1 thôi. Đó, ném rất là xa. Ok, khán này có mạng của mình rồi anh em ơi, phê rồi. Bắn mãi thì phải ra thôi, bắn mãi thì phải có mạng thôi. Rồi, Anit chỉ sát lựa bố anh em ơi. Mắc phê. Nhìn Illumia tung kỹ năng các bạn như kiểu là một cô vũ công. Múa rất đẹp anh bạn. Như kiểu là MOBA Việt đi múa trận đấu này, làm nghệ sĩ múa ballet. Đó, ok. Đấy, có đẹp mắt. Quá hay anh em ơi, cái khả năng khống chế của Illumia là rất là tốt. Khi mà có đồ trước nhất là có đồ chiêu, có đồ làm chậm và có đồ sát thương phép thì sẽ quá lợi hại. Và các bạn chú ý nhé, không nên dùng chiêu 2 áp sát tướng địch để đẩy nổi tướng địch ra nhá. Mình cứ dùng từ xa thôi anh em ơi, để lấy cái nội tại chiêu thứ nhất thôi. Chiêu thứ nhất thì các bạn nào chưa biết đó là dùng hai kỹ năng thì sẽ cường hóa kỹ năng thứ nhất. Đấy. Gấp đôi sát thương cộng với khả năng làm xóa tướng địch. Ok, có dây chuyền được bảo rồi thì mình sẽ cấu rỉa mắc, hoặc là mắc cấu rỉa mà không sợ hết mana. Cộng với 20% hồi chiêu và chiêu cuối sẽ hồi nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì đánh Illumina bây giờ mình chỉ đánh bằng cái chiêu cuối thôi. Cái chiêu cuối của nó rất là mạnh. Rồi chiêu cuối tung ra thì cấu rỉa rất nhiều máu tướng địch, nhưng mà pha giao tranh này thì nỗi rồi anh em ơi. Chiêu cuối của Alice đặt rất là đẹp. Cộng với chiêu cuối Wonderman, chiêu cuối của Malok, thực thị đội hình khống chế của team bạn rất là tốt. Không vào được. Thôi mình cứ múa bên ngoài, mình ném kỹ năng vào anh em ơi. Cứ ném từ xa cho an toàn nhá, không nên quá ham hố đứng gần ném. Mình bị áp sát là chết ngay. Rồi. Đây là lối đánh mắc cấu gì anh em ơi, spam kỹ năng. Chứ không phải là đánh mình đánh mít kỹ năng nhiều anh em lại bảo mình đánh ra. Bởi vì đây là phong cách đánh như vậy, nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chứ anh em mà đứng áp sát mà đánh tỷ lệ kỹ năng chúng thật là cao, các bạn áp sát quá gần thì chắc chắn các bạn sẽ bị bắt. Mà Illumia bị bắt thì mất tốc biến thì cũng không thể chạy được nữa đâu. Đây là lối đánh an toàn nha, còn hoàn toàn các bạn có thể là đứng gần để dùng kỹ năng được. Nhưng mà nó sẽ hết sức nguy hiểm.
các bạn cứ đánh như kiểu mình này, cứ ném kỹ năng gọi là ném kỹ băng mỏi tay thì thôi, ném mãi thôi. Nếu mà tướng địch trúng ai thì trúng, không trúng thì thôi, cứ đừng quá ham hố nhá. Đánh thế này rất an toàn. Về đất game thì khi mình có đồ rồi thì chiêu cuối nó, một chiêu cuối là nát vào hình thứ ba rồi, chứ bây giờ chiêu cuối thì nó cũng chưa thể bá đạo được. Ok, Malok bị là Malok tanker kinh công cho team mình em ơi, rất là phê. Rồi chắc chắn là chết thôi. Hay quá, ăn được mạng Van Halen rồi. Hay quá. Và lại tiếp tục bị chết. Rồi. Chạy đâu? Ôi giời, tôi không khống chế được Alice anh em ơi. Không khống chế được Alice, thành ra là mình không dùng chiêu trúng được. Tiếc thật. Rồi. Thanh niên Lagrot ăn hết cả mạng rồi. Phê vãi trưởng em ơi. Ở cái phong cách này thì nó đánh gần như quyền vương với khả năng cấu rỉa chiêu 2 quyền vương. Con này thì mình cứ cấu rỉa bằng chiêu 1 là chiêu 2 thôi. Đấy. Chiêu 1 chiêu 2 kết hợp với nhau ném kỹ năng 1 liên tục. Hồi chiêu của kỹ năng 1 của Inuya là siêu nhanh rồi anh em ơi. Lượng mana thì cũng khá ít, với cái trang bị này thì anh em sẽ không bao giờ sợ hết mana. Đấy, cứ bắn tiệt bô đi. Kiểu gì chẳng khống chế được đấy anh em ơi. Bắn từ tít xa mà tầm đánh của Violet không đến được mình. Ok, một combo chiêu cuối. Cấu chơi rất nhiều máu. Nè các bạn cứ khống chế được tướng địch bằng chiêu 1 anh em kích hoạt chiêu cuối để cấu gì rồi. Các bạn có thể thấy là hồi chiêu của mình rất là nhanh, có mười mấy giây là hồi chiêu cuối thôi. Đấy, Alice cần hết máu rồi. Không thủ được đường. Anh em đánh thế này thì sẽ ép lên rất tốt cho team đẩy trụ nhá. Chứ đội hình team mình không có xạ thủ. Nếu mà không có mình cấu rỉa thế này thì không thể nào đẩy vào trụ được anh em ạ. Rồi Malok lại lên ngục ra, combo rất là hay. Inuya vẫn lợi hại cái khả năng là gây sát thương từ rất là xa. Ok, hay quá. Gấu và lượng bố rất hổ báo, cộng với Saniel nữa. Rồi, tuyệt vời mặt trời, bắn luôn đi các bạn ơi. Mình đang ở sau mà. Mình đang ở sau, mình đang xả kỹ năng, nhưng mà team bạn quá đông, quá nguy hiểm. Ok. Rồi, ít máu. Khống chế chiêu cuối luôn. Ok, đôi mạng. Đấy, các bạn có thể thấy là phong cách đánh mình cảm thấy là rất hợp lý cho vị tướng Inuya này. Bởi vì hiện tại thì nhiều tướng nó quá khỏe. Như những tướng xạ thủ thì bắn rất xa, sát thủ thì nó quá nhanh, quá nguy hiểm rồi.
Ok, choáng kìa, không chết kìa. À thôi, giết người đền mạng anh em ơi. Bị lính giết kìa. À, đánh con này thì anh em cứ chú ý nhìn map nhỏ nhá, để kích hoạt chiêu cuối kịp thời, hỗ trợ giao tranh từ xa. Đấy. Đến game rồi thì mình bán cái phong hóa lệ đi, mình lên trương hốn mang nhá. Con này đến game thì rất là mạnh luôn. Một chiêu cuối là anh em có thể thấy là cái sự khác biệt rất là nhiều rồi. À, nhưng mà nó là cái điểm yếu là như vậy các bạn ơi, nên rất dễ các bạn nào đánh giữ vị trí không tốt rất dễ bị feed khi đánh Inuya. Đó. Ok, cứ đứng từ xa mà cấu rỉa thôi. Không ai chạm vào mình được. Không ai chạm mình được luôn. Ok, ôi trời. Ok, chỉ vài hit tiền thôi là trụ tan tành rồi. Và video clip mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.